Đồi thông hai mộ, dấu tích một câu chuyện tình bi thảm. Chuyện tình ngang trái bởi định kiến môn đăng hộ đối của chàng trai Vũ Minh Tâm và cô gái Lê Thị Thảo đã đi vào thi ca, làm thế nhân thương tiếc, và ngôi mộ của đôi tình nhân này ở thành phố Đà Lạt cũng là điểm đến của nhiều du khách. Tâm là con trai nhà giàu ở Tiền Giang, khi đi học ở Đà Lạt đã gặp và yêu Thảo, một cô gái nghèo ở cao nguyên Lang Biang. Học xong, Tâm về xin cha mẹ được cưới Thảo, nhưng gia đình quyết không chấp nhận và bắt anh phải đi cưới vợ. Tâm đã xin đi lính để ngôi ngoai. Không lâu sau, Thảo đau đớn hay tin Tâm tử trận. Cô đã đến khu đồi thông bên hồ, nơi hai người từng hò hẹn và đã quyên sinh vào ngày 15 tháng 3 năm 1956. Di nguyện là được chôn ở đồi thông, nhưng Tâm không hề mất mà là nhầm lẫn khi báo tử. Anh về Đà Lạt, biết tin Thảo tự vẫn vì mình. Xót xa, Tâm cũng đi theo Thảo và được chôn bên cạnh mộ của Thảo. Từ đó đồi thông có tên là đồi thông hai mộ. Hồ Sương Mai được đổi tên thành hồ Than Thở. Sau năm 1975, gia đình đã bốc mộ Tâm về quê. Cảm thương chuyện tình này, người dân đã lập một ngôi mộ gió để Tâm mãi bên Thảo. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, dư âm của cuộc tình như vẫn phảng phất phía sau khung cảnh u buồn của đồi thông hai mộ.